Không đại tức là cái tánh mà rỗng không, to lớn bao trùm khắp mười phương pháp giới chúng sinh. Đây là không đại. Nói về kiến đại là quý vị thấy là một cái sự thấy. Sự thấy nó toàn vẹn khắp mười phương. Đây là một cái kiến đại. Đức Phật gọi là kiến đại. Và sau cùng là thức đại. Tất nhiên là trong tam giới này, quý vị sanh vào ở thế giới chúng sinh, quý vị biết thế giới chúng sinh. Quý vị sanh vào cái thế giới của vô sắc giới, quý vị biết cái thế giới của vô sắc giới, thì đây là cái thức đại, là sự phân biệt rõ ràng vũ trụ trong tam giới. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng tam giới này nó không đi ra ngoài cái bãi đại, là tất nhiên là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Đây là bãi đại. Và người tu cũng là duy trì ở trong cái phương pháp tu, qua cái vấn đề mà mình hành trì tu trong cái các đại này, quý vị sẽ học trong những cái lần tới. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Chi hai. Chỉ rõ về thể tính tứ đại không phải hòa hợp. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn bảo ông A Nan rằng: Trước đây ông nhàm chán các pháp tiểu thừa, thanh văn, viên giác, pháp tâm tha thiết cầu đạo vô thượng Bồ đề, nên tôi chỉ bày cho ông đệ nhất nghĩa đế. Làm sao ông lại còn đem những nhân duyên vọng tưởng hí luận thế gian mà tự ràng buộc mình? Ông tuy nghe được nhiều pháp, nhưng cũng như người nói tên vị thuốc mà đến khi thuốc thật ở trước mắt thì lại không phân biệt được. Như Lai gọi là rất đáng thương xót. Nay ông hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ vì ông phân tích, chỉ bày và cũng để cho những người tu đại thừa sau này thông suốt được thực tướng. Ông A Nan yên lặng kính dâng thánh chỉ của Phật. Phật dạy: A Nan, như ông đã nói, bốn món đại hòa hợp phát ra các thứ biến hóa trong thế gian. A Nan, nếu tính các món đại kia không phải hòa hợp thì không thể lẫn lộn với các đại khác, cũng như hư không không thể hòa hợp được với các sắc tướng. Nếu tính ra các đại hòa hợp thì cũng đồng như các thứ biến hóa thủy chung thành nhau, sinh diệt nối nhau, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, sinh sinh diệt diệt, như dòng lửa quay tròn chưa hề ngừng nghỉ. A Nan, như nước thành giả, giả lại thành nước. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì Đức Phật Ngài đã dùng cái trí tuệ Bát Nhã mà Ngài giảng về cái kinh Đại Thừa Thủ Lăng Nghiêm này, thành ra có những cái vị mà tiểu thánh Bồ Tát như tiểu thánh A-La-Hán, như là ông A-Nan, cùng với tất cả quý đại chúng thời bây giờ không có hiểu rõ. Bây giờ nói về khai thị về tứ đại hòa hợp, thì khi mà Đức Phật giảng về cái sự thâu lại của sắc thinh hương vị xúc pháp, cùng cái sự thâu lại của lục căn là mắt tai mũi lưỡi thân và ý, thì bây giờ Đức Phật Ngài đã bác bỏ hai cái nghĩa nhân duyên và tự nhiên. Vì thế mà trong cái đoạn kinh phần này, trong cái phần thu bãi đại này, thì Ngài A Nan Ngài thỉnh Đức Phật khai thị về sự việc này. Bởi vì với cái tâm thức của Ngài A Nan thì ông cho rằng trong thế gian này tất cả muôn loài chúng sinh đều do nhân duyên hòa hợp của tứ đại mà tạo thành. Vì cái lý do gì mà ngày hôm nay trong cái hội Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật lại bác bỏ cái tính hòa hợp nhân duyên và tự nhiên? Quý vị thấy trong cái phần mà thu các đại đó, trong cái phần thu các căn, các trần và các giới, Đức Phật Ngài bác bỏ cái sự hòa hợp của sự nhân duyên và cái tánh tự nhiên. Vì vậy mà ông A Nan ông chưa có ngộ được. Ông mới hỏi là trong thế gian này tất cả là do cái sự hòa hợp mà tạo thành.
Ngày hôm nay Đức Phật đã nói như vậy thì xin Ngài hãy khai thị cho con tại sao nó không có sự hòa hợp đó. Thì ở đây quý vị sẽ thấy qua cái đoạn kinh chỉ rõ cái tánh tứ đại không phải hòa hợp. Ông A Nan ông cho rằng thế gian này là do một cái nhân duyên tứ đại hòa hợp nó mới tạo tác, tạo thành những sự biến hóa. Nhưng ở đây Đức Phật Ngài bác bỏ, Ngài xác nhận rằng cái tánh của tứ đại không phải hòa hợp. Vì vậy mà trong đoạn kinh này Đức Phật đã chỉ dạy cho ông A Nan và đại chúng như sau: tùy theo các pháp mà phát sinh ra sự hòa hợp của nhân duyên. A Di Đà Phật, quý vị đại chúng nghe cho rõ nha. Tùy theo các pháp mà phát sinh ra sự hòa hợp của nhân duyên, chẳng hạn như những cái quả tiểu thánh, những cái quả duyên giác, những cái quả bích chi, là những cái quả này nó chưa đi vào cái đệ nhất nghĩa, có nghĩa là nó chưa đi vào trong cái bản tâm tâm thật sự thanh tịnh, thì nó phải còn có những nhân duyên mà để có sự hòa hợp với nhau. Nhưng mà ở đây Đức Phật giảng đến cái chỗ cứu cánh tận cùng là chỉ rõ thực tướng trong sạch của tâm Bồ Đề. Mà thực tướng trong sạch của tâm Bồ Đề tức là đệ nhất nghĩa. Trong đệ nhất nghĩa của kinh, một niệm còn không có, làm gì có nhân duyên và làm gì có những cái tánh hòa hợp. Do đó mà Đức Phật đã quở ông A Nan là dùng cái tâm vọng duyên của thế gian mà tự ràng buộc lấy mình. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng trong cái đoạn kinh này, Đức Phật đã nói rằng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là một cái cuốn kinh đệ nhất nghĩa, là một cái cuốn kinh là bát nhã thậm thâm. Nó không có nằm ở trong những cái sự mà vọng duyên giống như là những cái pháp tiểu thừa khác. Phật cũng đã quở ông A Nan nghe cho thật nhiều pháp. Mà ngày nay được Phật giảng về những cái ý nghĩa đệ nhất ở trong pháp mà lại không có nhận biết. Giống như cái người mà họ đau vậy đó. Họ không biết cái chất thuốc, khi mà dĩ vị mà thầy đem cái chất thuốc mà họ đang mê thích lợi thì họ lại không biết. Quý vị thấy không? Đây là cái chỗ mà Đức Phật quở ngài A Nan. Vì vậy mà Đức Phật vô cùng thương xót, một lần nữa Đức Phật đã khai thị và ngài đã xác nhận lần nữa là bốn đại không có sự hòa hợp như là cái ý mà ông A Nan đã tưởng. Bởi vì mình thấy quý vị đã chúng thấy rõ ràng nè. Bởi cái tánh của bốn đại nó không có sự hòa hợp, do đó quý vị thấy hư không là không đại. Nó không thể hòa hợp với sắc tướng được. Quý vị nào nói rằng hư không mà còn sắc tướng ở trong thì đâu gọi là hư không được. Cái hư không có nghĩa là nó không có sắc tướng trong đó, nó mới gọi là hư không. Như vậy thì nói bốn đại hòa hợp thì hư không nó phải hòa hợp với cái sắc tướng. Như vậy thì ở đây hư không không hòa hợp sắc tướng, như vậy thì Đức Phật quả ông A Nan là rất là đúng. Ngài nói rằng bốn đại không có sự hòa hợp. Và Đức Phật còn giảng cho biết rằng nếu mà thật sự bốn đại nó có sự hòa hợp với nhân duyên thì nó là cái tướng sanh diệt. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng ha. Cái gì mà có nhân duyên, có cái sự hòa hợp thì nó không có tự thể. Nó có cái sự nhân duyên hòa hợp thì nó là cái tướng sinh diệt. Và những cái sự sinh diệt này nó giống như một cái dòng chuỗi liên tục, nó cứ tạo tác mãi. Chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, trong cái cuốn kinh này Đức Phật thí dụ rất rõ, chẳng hạn như nước. Nhân duyên vào mùa lạnh, vào mùa đông, giá rét thì nước nó đóng thành thành băng. Khi mà đến một cái thời gian nóng, cái nhân duyên gặp nóng thì nước nó từ băng nó trở về nước. Quý vị thấy rõ ràng không? Đây là cái thể nhân duyên. Mà thể nhân duyên thì nó là thuộc về cái thể sanh diệt. Mà hễ thể sanh diệt là tướng trạng của phàm phu, không phải là tướng trạng của đệ nhất nghĩa trong kinh. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời dân nguyên pháp lên đọc kinh văn kế tiếp. A Di Đà Phật. Chi ba, thưa đại địa, ông hãy xét cái tính của đại địa. To thì làm đất liền, nhỏ thì làm dưới trần, cho đến hư không trần. Xin lỗi, cho đến lưng hư trần do chè đất cực di là sắc tướng nhỏ tột ra bảy phần mà thành. Nếu chẻ lân hư trần nữa thì thật là tính hư không. A Nan, nếu cái lân hư trần đó chẻ ra thành được hư không thì không biết hư không cũng sinh ra được sắc tướng. Này tôi hỏi ông rằng, do hòa hợp mà sinh ra các tướng biến hóa trong thế gian, thì ông hãy xét một cái lân hư trần phải dùng bao nhiêu hư không
hợp lại mới có. Không thể. Lưng hư trần hợp lại thành lưng hư trần, lại lưng hư trần đã chẻ được. Thành hư không thì phải dùng bao nhiêu sắc tướng hợp lại mới thành cả hư không. Nhưng nếu sắc tướng hợp lại thì hợp sắc tướng lại không thể thành được hư không. Còn nếu hư không hợp lại thì hợp hư không lại không thể thành được sắc tướng. Sắc tướng còn có thể chẻ được, chứ hư không thì làm sao lại mà hợp được. Ông vốn biết trong Như Lai tạng tính sắc là chân không, tính không là chân sắc, bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng vô lượng hay biết, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết, lầm là nhân duyên và tính tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức. Chỉ có lời nói, toàn là không có nghĩa chân thật. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái đoạn kinh là Thu Đại Địa. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái mặt đất ở trong cái thế gian này gọi là đại địa. Nếu mà những mảnh đất to thì nó tạo thành những cái lục địa rất là rộng lớn. Mà nếu mà những cái lục địa này quý vị dùng một cái vật nào đó, quý vị cắt ra cho nó nhỏ đi, lần lần nhỏ lần lần, cho đến khi mà nó trở thành di trần. À, A Di Đà Phật, cái chỗ di trần này có nghĩa là nó rất là nhỏ. Giống như là quý vị, di trần này là khi nào mà buổi sáng đó, khi mà có ánh sáng mặt trời nó rọi vô phòng quý vị đó, quý vị dòm ở trong cái ánh sáng đó, quý vị thấy có những cái lấm tấm bụi nó bay đó, đây tức là di trần, nghe không? Di trần đó. Nhưng mà rồi cái di trần này quý vị vẫn nhìn thấy bằng mắt. Quý vị dùng cái vật gì đó chặt cái di trần này nó nhỏ thêm nữa thì nó trở thành cái gọi tên nó là lân hư trần. Lân hư trần này thì quý vị phải dùng cái mắt của mình rất là trong sạch và thanh tịnh, quý vị mới nhìn ở trong không khí mới thấy những cái lân hư trần này. Và nếu lân hư trần này quý vị còn chẻ ra nữa thì nó sẽ biến thành hư không. Nó sẽ trở về thành hư không. Như vậy thì quý vị thấy rằng đất đại địa mặc dù to như vậy, nếu mà mình dùng một cái gì đó mình chẻ nó ra thành lân hư trần thì đại địa giờ đây nó biến thành hư không. Quý vị thấy không? Cái những sự biến hóa nó rất là màu nhiệm. Bởi vậy Đức Phật là một cái vị mà có một cái trí huệ cao siêu, thành ra Ngài mới giảng được những cái phần này. Như vậy hư không cũng có thể sanh ra sắc tướng. À, bởi vì ông A Nan cho rằng bốn đại hòa hợp mới sanh ra sự biến hóa trong thế gian. Vì thế mà Đức Phật đặt một cái câu hỏi với ông A Nan. Một hộp mà lân hư trần thì phải dùng bao nhiêu hư không để tạo thành? A Di Đà Phật. Tại vì ông A Nan thì ông nói có sự hòa hợp tạo tác. Ở đây Đức Phật đặt câu hỏi. Ông nói rằng nó có sự tạo tác và hòa hợp vậy thì tôi hỏi ông. Một cái hộp lân hư trần như vậy thì phải dùng bao nhiêu cái hư không mà tạo thành? Là tại vì hư lân hư trần nó chẻ ra đến tận cùng thì nó trở thành hư không. Như vậy thì bây giờ một hộp lân hư trần như vậy bao nhiêu hư không ông gộp lại để thành một cái lân hư trần, và ông phải dùng bao nhiêu sắc tướng của lân hư trần để hợp thành hư không? A Di Đà Phật. Mấy câu này quý vị thấy rằng chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của mình mới có thể mà đạt đến cái chỗ mà quá cao siêu như vậy thôi, chứ còn nếu mà cảm nghĩ của thế gian chắc không bao giờ mà nghĩ được những cái điều này. A Nan, ông nên biết nếu sắc tướng hợp lại thì thành sắc tướng chứ không thành hư không. Quý vị thấy rõ không? Đồng ý là cái địa đại là sắc tướng đó, khi mà nó chẻ ra thành hư không rồi. Nhưng mà bây giờ mà kết hợp sắc tướng mà thà lợi với nhau thì sao? Kết hợp sắc tướng lợi với nhau thì nó phải thành sắc tướng chứ. Làm sao nó thành được hư không? Quý vị thà lấy một cái vật chất nó có hình thể, quý vị tạo tác tô bồi thêm thì nó trở thành một sắc tướng. Nó không trở thành hư không được. Còn hư không cũng vậy. Nếu mà hư không có cái sự hòa hợp thì hư không nó hòa hợp lại với hư không thì nó không thể thành sắc tướng được. Quý vị nào nói hư không mà hợp với hư không thành sắc tướng, nói thầy nghe coi. Đâu có được đâu. Mình đồng ý, mình biết rằng cái hư không nó từ sắc tướng nó chẻ ra để mà thành hư không. Nhưng mà bây giờ nếu có sự hòa hợp sắc tướng với sắc tướng
thì nó trở thành sắc tướng, không bao giờ trở thành hư không hết. Và ngược lại, nếu mà hư